này đi về cửa Tùng, địa đào Vịnh Móc. Biển cửa Tùng 8 km nữa. Đoạn này đi qua trụ sở xã Hiền Thành thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bác con. Đang đi tìm quán ăn hơi khó bác con. Trên đường đi về biển cửa Tùng khoảng 7 km nữa. Cách đường quê như bức tranh vẽ. Cổng chào thị trấn cửa Tùng. Bây giờ đã vào thị trấn cửa Tùng rồi bà con. Chào bò, bún, cơm. Ăn cơm bình dân tại cửa Tùng. Để kia về thăm biển. À một ẹp dứa. Ép cốc, ép dừa, ép cốc. Cơm bình dân. Mấy bà con người ta ăn cơm bình dân như thế nào? Được bà con. Người này núp lâu quá. Nhiều người hỏi thu quỷ của bên mất rồi là thu quỷ. Được đi hết tiêu. Ăn cơm no rồi bà con. Cơm no rồi coi như được thơm, được dứa, được cóc. Căng bụng rồi, bây giờ về biển. Rẽ trái vào đường tỉnh 573, đường tỉnh 9. Rẽ trái vào đường tỉnh. Cửa Tùng. Khu phố ăn hoa hái mà. Tâm hội nghị tiệc cưới. Rẽ trái, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Khách sạn cửa Tùng bên trái rồi. Nhưng mà mình thích đi bộ xem như thế nào. Khách sạn nhìn ra ngay biển luôn. Phòng 304. Phòng bên kia cũng ngay trường mặt tiêu luôn. Rồi. Phòng ở quạt. Điều hòa. Ban công nhìn ra biển. Một vùng trời mênh mông. Bên kia đại dương. Xem phòng tắm như thế nào. Bây giờ xin mời bà con chúng ta tham quan thăm cái quang cảnh
ở bãi biển Cửa Tùng. Đây là một cái bãi đá, dường như là nó như một cái mảng bê tông lớn được thiên nhiên đúc, nó nằm nhô ra ngoài biển tại Cửa Tùng rất là đẹp. Các cháu đang bắt cái gì đó? Hey, bắt ốc hả? Ốc luôn nè. Ốc vằn, ốc vằn. Ăn được à anh? Ốc vằn. À. Thì sao ớt nó mới thiếu. À sao xà ớt. Hello mọi người, mình là gì? Mình là Gia Hưng hả? Gia Hưng ở chỗ nào? Hey, ở Cửa Tùng. À, năm nay mấy tuổi rồi? Học lớp mấy? Học lớp 3. 8 tuổi học lớp 3. Ồ, Cửa Tùng có đẹp không? Đẹp. Mai một lớn lên thích làm nghề gì? Làm nghề ăn. Nghe cười. Rồi. Bác cái gì nấu cho chú ăn với nghe. Tối nay ghé nhà ăn ấy. Ôi trời mày cháu ngoan. Trời ơi. So với biển Thuận An thì bên thầy Cửa Tùng sóng cao và bạc đầu hơn, mạnh mẽ. Thế cái gì đây? À, đá quý à? Đây là đá hả? Ồ rứa, đá này làm được cái gì mà quý? À, trang trí hả? Trang trí chân đi đó hả? À thôi về đeo đi, về làm cái giấy mà đeo ấy. À rồi, cảm ơn nghe. À, ấy tặng chú ấy sao? À rồi, ôi, cảm ơn. Đấy. Chúc các cháu ngoan khỏe, học giỏi. Cảm ơn nhiều. À Hòa Nhân hả? Đi học lớp mấy rồi? À năm nay lớp 4. Ồ, hẹn gặp các cháu trên YouTube cái chưa? Huế Việt Nam ngày nay rồi. Đây là cái cảnh quan các cái tòa nhà cạnh với sóng biển. Bây giờ là khoảng 6 giờ chiều, tức là 18 giờ. Sóng nước rì rào. Cái chiều dài vỗ bờ của sóng biển ở Cửa Tùng dài, kéo dài phải 10 mét đến 20 mét. Một số cây cảnh quan quảng xá của bà con dọc theo bãi biển Sky Garden. Có vẻ cái quảng này là lớn nhất trong cái vùng này. Ô, chào thú quỷ. Răng rửa rồi mình buồn nữa, sương tắm. Có lẽ vì sóng vỗ mạnh cho nên chỉ cái đồ suối của bãi biển rất là lớn. Bà con phải gia cố các cái bậc cấp để chống sói lở. Đồng thời xa xa kia ngoài cái bãi đá ra còn có các cái kè hạm sóng. Nhìn qua cái hàng dương kia là cái khách sạn Cửa Tùng. Nhiều bà con bảo bên chưa thấy quay Cửa Tùng. Bây giờ bên quay đây, xin mời bà con chúng ta về thăm. Tiếp xem thử con cái quán nào đẹp không cho bà con. Bên kia là nhà hàng Mekong. Có cái đài quan sát nữa. Hiện nay bên thầy tại Cửa Tùng cũng đang xây dựng thêm một vài cái tòa nhà khách sạn. Ở tắm. Ôi trời. Đã chưa? Đã chưa? Rồi. Sau khi tắm rồi, mình mời bà con ra biển tắm tiếp. Sóng cao, cuồn cuồn luôn.
làm gì bà con ơi. Đẩy trôi bên luôn, đẩy vô bà con đâu cảm nên không đông người lắm, dài mấy cái mà cũng cảm nên rồi. Chào các cháu, chào đây chắc là cấp 2 không là 7 đâu. Đấy, là 8 à? Mô. Chào luôn à? Chào. Đào chưa? Ở đấy luôn hả? Chào, đây đi rồi. À, gặp cháu trên YouTube Huế Việt Nam ngày nay nhá. Rồi, chào gặp cháu, bye bye. Mà không thể chưa? Đó. Quán bên được là nhất rồi, tại nhi thôi. Đấy. Rồi. Bà con thấy biển sóng rất là mạnh, thậm chí có những cái dòng sóng vào rất là bạc đầu và nước chảy ngược ra ngoài. Mặc dù trời còn sớm nhưng mà mọi người đều e ngại, không ai còn tắm biển nữa cả. Bên cùng lên thôi. Mình yêu ở quán Sky Garden. Bạn Lộc ở Tung rồi mấy? À, một chục bao nhiêu tiền? 20 dạ? 20 một chục 20 ngàn. Dạ. Bia ướp lạnh. Sao bao lon thôi? 5 lon. Này bạn đây lâu máu rồi, mấy năm rồi? Dạ? Mấy năm đi rồi hả? À. Mẹ từ gọi nè. Mẹ từ gọi à? Mẹ bạn được không? Được. Dạ. Ồ, mẹ bạn được. Mẹ bà con ăn bánh lọc cửa Tùng. Dạ, dạ, rồi, con cảm ơn mẹ. Trong lúc chờ mồi vừa ngắm biển vừa ăn bánh lọc bà con ơi. Tại Sky Garden. Bên trong quán cũng có nhiều người đang la ra. Tôi quỷ rõ cái bên cùng rõ. Chắc nè. Rồi, chúc mừng trên mặt đất Cửa Tùng. Mời bà con về thăm quê hương, thăm Cửa Tùng. Vườn bia Huda, bia Huế. Thủ quỷ hồi chư ăn mình không mời vốn con mà ba con chứ hết. Tự nhiên như gì đó. Người Hà Nội à? Ồ, mực câu bà con. Khó trứng luôn. Con cho bà con này. Chấm nước mắm gừng này. Cho vào miệng này. Thêm vài cọng rau thơm nữa. Bỏ vào. Cho nó hấp dẫn. Nhìn cho nó hoàn trạng đẹp trái. Vô. Ba thơm mời tụi quý đi. Hey. À, cho mình mời bà con ăn cùng mình xem sao. Mực tươi, giòn, ngọt ngọt. Quán ở đây vẫn còn đông khách. Bây giờ là 8 giờ tối. Tuy ở Cửa Tùng so với Thuận An thì khách ít, quán cũng ít, nhưng mà có khách sạn, có nơi ở lại. Còn Thuận An mình đến giờ này thì bên thầy vẫn chưa có nơi ở lại. Nói chung là bình dân. Bây giờ có cái resort Lampuchin nhưng mà một đêm 3 triệu thì quá sức về người Việt của mình, người Huế của mình. Nhìn lên thấy trăng sáng bà con. Thoáng qua một vòng tại Cửa Tùng ngãi sạc biển về đêm. Đây là một cái tuyến đi vòng bãi biển Thành Đạt, khu vui chơi
thiếu nhi đại dương. Hoành tráng quá. Bên này là khách sạn Cửa Tùng. Bên này cảm ơn bà con, quý vị và các bạn cùng với bên chúng ta thăm biển Cửa Tùng. Hẹn gặp lại bà con, quý vị và các bạn thân thương ở video tiếp theo. Không quên bấm đăng ký subscribe để cập nhật video mới trên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay. Ồ, đi lên cái đường này bắt đầu có gió biển rất là mát bà con ơi.